Thưa bác trưởng họ, kính thưa các đại biểu đại diện các chi nhánh trong dòng họ, thưa toàn thể các bà, các chị em là dâu gái họ Nguyễn. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin kính chúc các cụ cùng toàn thể các bà, các chị em, dâu gái họ Nguyễn về dự buổi gặp mặt hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các bà, các chị em, được sự đồng ý của các cụ cao tuổi trong họ và bác trưởng đã cho phép chúng ta tổ chức buổi gặp mặt dâu gái họ Nguyễn năm 2020. Buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta là buổi gặp mặt đoàn tụ các thế hệ dâu gái họ Nguyễn. Chúng ta có buổi đoàn tụ để hàn huyên tâm sự, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sau một năm gặp lại, đặc biệt là những chị sống xa quê hương được về giao lưu gặp mặt, thả hồn trên quê hương nơi đã sinh ra và nuôi chúng ta khôn lớn. Và ngày hôm nay, mỗi chị em chúng ta sẽ cảm nhận được một ngày tràn đầy niềm vui, tạo thêm ý nghĩa trong cuộc sống. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có cụ Thanh và cụ Liên. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu bác trưởng họ cùng đại diện đại biểu các chi nhánh nhỏ họ Nguyễn, tộc Quý Chi, Tuấn Đức. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay rất phấn khởi được đón tiếp dâu gái họ Nguyễn, lấy chồng gần cũng như lấy chồng xa đã về dự buổi gặp mặt được đông đủ. Thay mặt ban tổ chức, xin được cảm ơn các cụ, cảm ơn bác trưởng, cảm ơn các đại biểu và toàn thể các bà, các chị em dâu gái họ Nguyễn đã về dự buổi gặp mặt hôm nay, và mong là ngày này năm sau chúng ta sẽ về tham dự chung vui buổi gặp mặt được đầy đủ hơn. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thế hệ dâu gái họ Nguyễn. Xin kính chúc các quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sau đây tôi xin mời cô Lộc và gái họ Nguyễn lên sân khấu. Kính thưa các cụ, kính thưa bác trưởng họ, kính thưa các đại biểu đại diện cho chi nhánh trong dòng họ, thưa toàn thể các bà, các chị em là dâu gái họ Nguyễn. Lời đầu tiên, cháu xin thay mặt các thế hệ con gái, con dâu của họ Nguyễn xin kính chúc các cụ, bác trưởng họ cùng toàn thể các bà, các chị em dâu gái họ Nguyễn về dự gặp buổi mặt hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, hôm nay chúng cháu rất phấn khởi về dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Vì buổi gặp mặt hôm nay là buổi toàn thụ các thế hệ dâu gái họ Nguyễn. Chị em chúng cháu có buổi gặp mặt để hàn huyên tâm sự, để chia sẻ niềm vui. Mỗi buổi sau gặp mặt lại, đặc biệt là chúng cháu có phận gái đi lấy chồng, mỗi năm có được một buổi về quê liên hoan và giao lưu văn nghệ, nơi mà đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của ông bà, cha mẹ. Và được đón nhận những tình yêu của họ hàng, ngày hôm nay về đây, mỗi chị em chúng cháu đã cảm nhận được niềm vui và cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp lại những người thân yêu trong dòng họ, được gặp mặt và giao lưu với thế hệ dâu trong họ nhà mình. Qua đó, chị em chúng cháu sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn nếu như không. Có những buổi ngày nay có thể chị em chúng cháu không biết mặt nhau vì nhiều thế hệ nên không thể biết được hết các chị em trong họ được. Vậy là những ngày gặp mặt này rất có ý nghĩa đối với các thế hệ dâu gái họ Nguyễn nhà ta. Thay mặt các thế hệ con gái họ Nguyễn, cháu xin trân trọng cảm ơn các cụ, cảm ơn bác trưởng và toàn thể dòng họ nhà ta đã cho phép tổ chức những buổi gặp mặt như vậy hàng năm. Xin cảm ơn các chị trong ban tổ chức đã từng ra tổ chức những buổi gặp mặt này, và chúng cháu rất mong các cụ, bác trưởng và các chi nhánh trong dòng họ tiếp tục tạo điều kiện cho chúng cháu có những buổi gặp mặt hàng năm đầy ý nghĩa này, để chúng cháu lại được đoàn tụ và giao lưu văn nghệ tại mảnh đất nơi sinh ra và lớn lên. Một lần nữa, cháu xin chúc các cụ, các gia đình trong dòng họ Nguyễn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Tiếp theo thì mời bác Tùng trưởng họ lên phát biểu.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng các anh chị em trong dòng tộc Quý Di Tứ Phái Tân Đức Phái Đường đã tổ chức ngày hôm nay để họp mặt toàn bộ chị em, con gái và con dâu của dòng tộc Nguyễn tộc Quý Di Tứ Phái Tân Đức Phái Đường. Được sự có ý kiến của ban tổ chức, tôi thay mặt cho dòng tộc nên xin có đôi lời như sau. Tất cả cái hội nhà mình đã duy trì được mấy năm và cái ban tổ chức cũng rất là vất vả và rất là nhiệt tình để tổ chức cái cuộc họp ngày hôm nay. Tôi cũng thay mặt cho dòng tộc xin hoan nghênh. Cuối cùng tôi cũng chỉ có đôi lời. Tất cả anh em chị em, các chị em hôm nay họp mặt cùng với các bà cao tuổi, làm thế nào năm mới sắp tới ta làm thế nào để đoàn kết, dâu ra dâu mà con gái ra con gái, mà con gái đi làm dâu nhà giai cũng làm thế nào để cho nó tốt đẹp, mang đến cái dòng họ Nguyễn nhà mình. Cuối cùng tôi thay mặt cho dòng tộc xin chân thành cảm ơn sự tổ chức và sự có mặt của các cụ cao tuổi và anh chị em mà trong dòng tộc nhà ta họp mặt ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, sau đây mời chi nhánh nhỏ anh Dương ạ, lên phát biểu. Vâng, xin kính thưa các cụ, kính thưa quý vị đại biểu, các bác, các cô, các chị và các em. Hôm nay là ngày 7 tháng 1, tức ngày 20 tháng 12 năm 2020. Ban liên lạc của ban tổ chức dòng họ trong nhà có tổ chức là năm thứ tư ngày họp mặt các thế hệ dâu gái trong ngành. Đây cũng là một vị khách mời của trong ngành. Thì trước tiên là xin gửi lời đến các cô, các bà, các quý vị đại biểu, các chị và các em một lời chào và một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa các bậc dâu và gái trong họ, và tôi trên cương vị cũng là đại diện cho một nhánh và đồng thời cũng là thay mặt cho các phái nam ở trong họ, là cũng muốn là mong rằng ban liên lạc từ sang năm 2021, tức là xuân Tân Sửu trở đi, là mỗi năm duy trì một lần. Thế đứng về mặt quân số thì tôi thấy là vừa lần lúc đấy là cũng được liếc qua cái danh sách của các thành viên, cả dâu và gái thì cũng thấy còn vắng thiếu nhiều lắm. Thì mong rằng ban liên lạc sang năm 2021 vận động tuyên truyền các bà, các cô, các chị và nhất là các chị dâu trẻ về làm dâu và các cô gái trẻ nếu đi làm dâu thì hàng năm cố gắng về xung họp lấy một ngày để cùng nhau gặp gỡ, giao lưu và bàn mọi câu chuyện trong cuộc sống đời thường. Thế trước khi dừng lời để cho buổi liên hoan được vui vẻ thì cũng xin được chúc các cụ, các bà và các vị khách quý sang năm mới là an khang thịnh vượng, các cụ già thì sống vui vẻ mạnh khỏe và sống hạnh phúc. Thế còn các bạn trẻ thì nuôi con khỏe và dạy con ngoan, làm sao là dâu ở trong nhà cũng là dâu hiền và con gái đi thì làm dâu của các địa điểm khác thì cũng là dâu thảo của gia đình. Mong rằng buổi cung họp hôm nay thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin giới thiệu các đại biểu lên tặng hoa. Kính thưa các quý vị đại biểu, rất vinh dự cho chúng ta hôm nay được đón nhận những tình cảm của các đại biểu. Có bác Tùng là trưởng họ nên có bó hoa tươi thắm, mời bà Đào lên nhận. Chú Bình, chú Dương.
thắm tặng chị em ạ. Mời chị em Bà Đào lên nhận hoa. Và có con Thình và con Nhìn và mẹ cũng có bó hoa tươi thắm là tặng chị em. Về dự hôm nay cũng có cùng Giang, cùng Thanh, cùng Nguyên, cùng Năm cũng có bó hoa tươi thắm này. Và về dự hôm nay thì có chú Phú này, cụ Bảy, cháu Hoàng, con nhà bố Hiền Dũng, cô Tẹo, cô Sáu. Về dự có bó hoa tươi thắm tặng chị em. Hello, kính thưa anh chị các cô, mở đầu cho chương trình liên hoan gặp mặt các thế hệ con gái họ Nguyễn này từ nước Thái Đường. Và sau đây để mở đầu bằng một bài hát là Khách Đến Chơi Nhà Lầy Cỏ, xin mời tất cả các cô không các bạn lắng nghe để trước khi lắng nghe để cho chương trình. Chị em cháu xin một tràng vỗ tay để đầu tiên. Bye.
tìm em qua câu dân ca, con mắt liếng lại bằng má đứng gần. Câu hát mời chầu là làm quê ta duyên dáng thiên tha, phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để đứa quê ta để đợi để chờ. Mẹ bên cô vẫn đi trên con đường mới tìm câu làng quan họ quê tôi sáng tác của Phó Tô Phương qua sự thể hiện của lang nữ ca sĩ của dòng họ Nguyễn tộc Quý Chi. Một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ chúng ta. Quan họ quê tôi chuyến chiều vào
Oh.
để cho chương trình được sôi động thì mời chú Bình lên hát một bài Tình Cây và Đất ạ. Tập thể buổi liên hoan quê gặp mặt dâu gái họ Nguyễn thì cháu xin hát tặng các cụ cùng tất cả nhà ta một bài hát Tình Cây và Đất. Đất vắng xây đất ngầm ngầm hơi thở, cây yêu đất cây sông sông với hai, duyên trăm năm ân tình cây và đất, cây bản nghe sâu đất chặt tận đầy lòng. Những con đường trải dài dọc mang những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao Tình Cây và Đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ mầm đường cũ bỏ cây xanh, rồi mãi đây anh là em là cây, vinh không cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần em lắm 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 từ chiều chiều giấc mơ mà canh anh đường đến ngày ngày cùng bạn bè trên chút anh lại xuống sông hồng cho hòa lòng em mơ. Just do it.
Thank you.
đứng quanh rồi một mái tranh nhà sàn ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình ai cũng có thể chẳng khi đi chung lên và sợi dây đàn đã
cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. We'll be right back.
You're not the one who's right. You're not the one who's right.
Miền Trung.
miền chúng ta vun bồi xa người miền chúng ta có nhiều đời qua từ khi anh xa quê nhà từ đó không người ta mùa đông mây biển lặng tối trời miền chúng ta năm bàn tình ơi giờ anh nay vào đông tôi mà vẫn chưa về tìm đời sao mùa nhớ mà tình em vẫn còn sống chẳng vì nhớ lòng biển rơi, lòng anh nhớ ai, anh còn chờ người xa, con sông quê đây đã mà người đi biển biết phương xa.
We'll be right back.
Thank you.
Cảm ơn và kính chúc các cụ, các đại biểu, đại diện các chi nhánh trong họ và toàn thể gia đình trong họ Nguyễn, nhà ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn buổi gặp mặt dâu gái họ Nguyễn của chúng ta vào ngày này năm sau được đông tổ hơn. Xin cảm ơn ạ.